Xin chào tất cả các bác, em đang còn đóng cái đống hàng, đóng hộp thử, cái xốp bông, đóng cái đống hàng để gửi về cho mấy anh ở Việt Nam. Đây có một anh ở Quảng Trị có cái máy quay đĩa than này, rồi bạn Hào ở dưới Hà Nam, Đội Sơn ở chỗ Vua Xuống Đồng nhỉ, là cái ba cái mic đấy, trong này. Còn đây là một cái loa cho anh Sáu miệt vườn ở trong Bình Dương. Đây nữa, cái này là kèm theo của nó. Và bên kia là một cái loa Boss 321 MX FS Series 2. Thì em đang đóng hàng dở thôi. Thì có một cái anh ở dưới trước trước em có gửi cho một bộ loa. Với lại mấy cái thứ khác thì anh ấy có gửi lại một cái video về anh nhận được loa rồi ấy. Thì mời anh em xem cái chất lượng của loa và cái một cái đoạn nhạc anh ấy test, đoạn nhạc không lời cho anh em nghe, nhạc không lời cho nó vui tai á. Anh em thử xem cái loa của bộ loa của anh ấy có chất không nhá. Hôm nay mình làm một video nho nhỏ gửi gửi tới em Viết Phú và cảm ơn em rất nhiều đã mua giúp anh bộ dàn âm thanh gồm có súp 501X và đôi bốt 201 và 4 đôi loa lời, tuy rất nhỏ nhưng mà võ công rất là khủng. Hôm nay mình làm một test một đoạn video gửi tới em và em hãy gửi tới mọi người để mọi người bình luận và nhận xét. Rất cảm ơn em. Mời mọi người cùng lắng nghe.